Trận đấu thứ nhất bên kia vẫn đang kiên cường, trận đấu rất hay. Trận đấu thứ nhất kết thúc điểm 21-15 gặp đội Kiều và Ngọc Triệu. Ok, tùy vào điều lệ của giải đấu có thể đóng tiền hay không và tùy vào điều lệ giải đấu nha mọi người. Thường thì sẽ phải đóng 100.000 để tham dự các giải đấu như này. Đội bên kia lần trước ăn triệu yếu, à không, nhưng lần trước hình như là đội khác, hình như Đức với người khác. Nói chung Kiều cặp với Triệu thì mạnh rồi. Kết hợp với nhau để ăn giảm mà. Hợp tác hai bên cùng có lợi. Trận đấu lúc sáng chỉ là trận tranh nhất nhì bảng giữa cặp đôi
cặp đôi Hải, cặp đôi Hải Thạch Thảo đấu với Hải Đen Thạch Thảo đối đầu với cặp đôi Hải Ba Sao và Quỳnh Mizuno. Chúng đang quay lại trận đấu đó ở chất lượng Full HD, mọi người có thể tìm lại ở kênh YouTube Võ Hồng Ngân từng hùng để xem những trận đấu hay. Giải đấu này và các giải đấu toàn quốc và các giải đấu Suzuka, các giải đấu khác nhau. Rất hay. Nhanh thế nhỉ? Hay thật. Hai. Đập tiếp đi. Đập tiếp đi. Vẫn còn. Cầu thông qua lưới rồi. Đôi phía bên này đang chung rồi là cầu rất hay. Điểm 4-2. Xanh 98 với thằng 2K mọi người. Trẻ nhỉ? Đội tấn công. Rõ ràng là cặp đôi phía bên này nó lì hơn. Cặp đôi phía bên này nó trẻ khỏe hơn. Thủ kia. Nập vào giữa. Ôi, còn hai cầu lần nữa điểm 3-4. Vô địch thưởng nóng cặp đôi Đăng Ninh. Cặp đôi gần mặt hình. Có thể nha. Ok, cô xem chưa? Ảo ơi, cô xem chưa là nhà tài trợ cho giải đấu này. Và làm trong ban tổ chức luôn. Ôi, Trần Ngọc Triệu đang xin trọng tài nghỉ để ra ngoài thay áo. Ok, vậy là trận đôi nam nữ đã phải đánh đến trận đấu thứ 3. Đúng là trận chung kết đôi nam nữ. Anh Kiều với Ngọc Triệu sắp già rồi mọi người. Đôi Kiều trẻ 982K. Đánh hay như thế này. Hello anh Vân Thanh nhá. Xin chào tay vợt cầu lông đôi nam số 1 của tỉnh Phú Thọ, đồng đội của Quốc Học. Lâu lâu mới thấy anh Vân Thanh là ủng hộ đi của em, giúp em chia sẻ bù những lần trước anh ơi. Lâu lắm anh không kia là ai chẳng này. Chia sẻ bù 50 lần, lên chỗ cầu lông. Ôi, chúng ta trở lại với trận đấu thứ 2 nào. Điểm 3-4 Ngọc Triệu phát cầu. Đào quá. Còn đó là một tình huống phát cầu khá cao của Ngọc Triệu. Đối thủ họ đã không cho cơ hội chủ phạt. Điểm 5-3. Không còn nữa rồi. Cầu non như thế anh Kiều đọc thì không còn nữa rồi. Ok, cả đôi nam nữ phía bên này là Hải Đen cặp với Thạch Thảo đối đầu với Hải Ba Sao cặp với Phượng Mizuno nha. Đấu cầu ngang liên tục. Bắt cầu rất nhanh với tốc độ. Bắt cầu rất tốc độ của vận viên Đức Bắc Ninh. Cây bát như lâu lắm rồi không thấy mọi người xuất hiện tại live stream rồi. Mọi người nhìn nhanh cơ tấn công. Mọi người một pha cầu tốc độ nhưng bắt trượt rồi. Vì cầu đi rất nhanh nhưng rất khó bắt tình huống rồi. Điểm 5-6 cho đôi Ngọc Triệu. Bắt trượt. Một trận bắt đầu. Một trận cầu lỗi của vận viên Thiều. Điểm 7-5. Cặp đôi trẻ họ rất sung và rất khỏe. Ah!
trên sân, đó là một trong hai trong số nhiều đội vận động viên hàng đầu của Long Phong Trào miền Bắc. Có thể nói là hai trong khoảng 5-7 đôi mạnh nhất miền Bắc này. Ba điểm được tạo ra, cặp đôi trẻ, cặp đôi đến từ Bắc Ninh, cặp đôi Đức và Hưng dẫn trước với điểm số 9-6. Cái nhà nữ kìa. Xét đấu thứ hai, điểm là 6-9 với cặp đôi trẻ. Đó, thêm một triệu khá câu giờ. Ok, bạn bé lên đội trẻ, bạn ấy chiều cao, chiều cao nó không cao lắm, rất thích hợp cho đánh cầu tạt ngang, giống như của Kenvin. Nhìn cái bạn đấy nhìn mặt cũng giống Kevin mọi người ạ. Mọi người nhìn kỹ mà em. Ôi ơi! Bây giờ chúng ta trở lại trận đấu 9-6. Điểm số đang là 81 trong trận đấu thứ hai, cặp đôi trẻ đang dẫn trước.
Cuối cùng là trận đấu thứ hai.
rồi. 21, 12. Rồi, xét 3 thì chúng ta mới biết thực sự là cặp đôi nào bản lĩnh và cặp đôi nào bền bỉ hơn. Bền bỉ thì chắc là đôi trẻ rồi, nhưng bản lĩnh thì phải xem đấy. Thế sẽ được lại kết thúc việc số 21-12, một chiến thắng rất cách biệt. Tuy nhiên chúng ta không thể dùng tỷ số của set đấu trước để làm thước đo cho set đấu sau được. Và chúng ta sẽ tiếp tục ở lại live stream cùng theo dõi nốt set đấu thứ 3 của trận chung kết nội dung trẻ này. Trận chung kết đấu thủ trẻ của trận hôm nay. Đây là chung kết nha anh Huy Nguyễn Thu ơi. Anh Huy Nguyễn Như ơi. Đây là chung kết nha. Tranh thủ 2 phút với các vận động viên nghỉ giải lao giữa trận thì mọi người có thể giúp Hùng. Hùng chia sẻ cái live stream này đúng không ạ? Thực sự là khá là buồn khi mà nhìn thấy lượng người xem quá ít như thế này. Chưa đến 200 người xem live stream một lâu không đi, không biết Hùng nói sao. Nếu mọi người không cùng chia sẻ được thì cũng không sao, chúng ta có thể chào nhau. Đúng rồi anh Huy Trần ơi, chiếc ba này mới hấp dẫn này. Không chưa biết đôi nào ăn đôi nào đâu. Đôi vận động viên này thì đang thay áo. Thay áo nghỉ tức lên, đúng không? Ok, chung kết đôi nam nữ tỷ số đang là 18-19. Cặp đôi Hải Ba Sao và Phượng vẫn đang dẫn trước. Tuy nhiên chúng ta không thể biết được 19 đều đi xem nào. 19 đều, vâng, chung kết đôi nam nữ trận đấu thứ 3. Rất căng thẳng, 19 đều đang quay lại trận đấu này ở chế độ Full HD rồi. Mọi người yên tâm là mọi người sẽ được xem lại trận đấu này trên kênh YouTube Quay Hùng Badminton nha mọi người. Điểm số cuối cùng của trận đấu thứ 3 rồi, trận chung kết đôi nam nữ. Chín cho cặp đôi Hải Phượng. Vươn được vòng trong. Ok, trọng tài đã yêu cầu vận động viên trở lại sân để tiến hành thi đấu trận đấu thứ 3 của chung kết đôi nam. Điểm số không đều, vận động viên Đức. Trận đấu ba trong sân số 1 đôi nam. Trận đấu thứ 3 thuộc về cặp đôi Hải Ba Sao và